Tin vui cho anh em đây, Honda Big Bike Việt Nam chính thức ra mắt mẫu xe Adventure phân khối lớn Honda Transat 750 tại Việt Nam, thu hút rất là nhiều những anh em phân khối lớn tham dự. Và tôi cảm thấy mình rất là may mắn đã có dịp có mặt tại sự kiện này. Còn đây là em xe CB650R, hôm nay tôi chạy xuống. Còn này là tôi đứng ghế ghế bên anh nước ngoài nè, anh nước ngoài cao này tới mét 9 là trời ơi, nhìn tôi như người chí ho. Còn cái người đàn ông này là cực kỳ quan trọng, hồi tôi sẽ bật mí cho anh em. Khuôn viên sự kiện cực kỳ rộng rãi, có phục vụ đồ ăn thức uống. Và đây, đây là ông Koji Sugita, tổng giám đốc của công ty Honda Việt Nam luôn nha. Còn đây là ông Kansei Yamashita. Đây, đây là nhân vật chính của chúng ta, Honda Transat 750. Vì là động cơ 2 xi lanh và góc đánh lái là 270 độ nên khi anh em chạy xe này, anh em sẽ có cảm giác cực kỳ phấn khích. Bánh trước là 21 inch, bánh sau là 18 inch. Như anh em có thể thấy thì xe sở hữu một cái khoảng sáng gầm cực kỳ cao, giúp anh em có thể dễ dàng di chuyển và vượt qua những cung đường xấu. Chiếc xe sở hữu công suất và mô men xoắn dẫn đầu trong phân khúc, kết hợp cùng tư thế lái đặc trưng của dòng Adventure mang lại sự thoải mái cho những chuyến đi dài ngày. Xe sở hữu ga điện, có thể chọn được chế độ lái nha anh em. Bên cạnh đó là hàng tá những công nghệ kiểm soát lực kéo HSTC, kiểm soát nhức đầu wheelie control, mức độ can thiệp của ABS và cho xe có thể dễ dàng vận hành và điều khiển ở mọi điều kiện địa hình khác nhau. Xe sở hữu một cái màn hình TFT, màn hình màu cung cấp đầy đủ thông tin vận hành 5 inch luôn nha, 4 chế độ hiển thị riêng biệt. Sau này nếu như có cơ hội thì Bass sẽ mượn em xe này và sẽ review chi tiết cho anh em luôn nha. Rồi quay lại với sự kiện, anh em có thể trải nghiệm chạy thử con xe này và tất nhiên là tôi sẽ chạy con xe đó rồi. Và với chiều cao yên là 850mm, cỡ tầm 1m7 như Bass, chống chân cũng không có gì đó khó khăn cho mấy. Nếu như anh em đã chạy xe quen rồi thì cái việc điều khiển con xe này cũng cực kỳ là dễ dàng. Có sẽ có người dẫn đường cho anh em chạy qua những dạng địa hình được mô phỏng cực kỳ giống với thực tế, đường sình lầy nè, qua đường bùn nè, qua đường ướt nè, trời tôi nói tôi chạy nó đã gì đâu. Và chiếc xe này vượt qua địa hình một cách cực kỳ dễ dàng luôn nha anh em. Quả là số giá khó mà chê vào đâu được. Tại sự kiện ra mắt xe còn có những anh biểu diễn stunt trên con xe Honda Transat 750 này luôn. Tôi phải nói là trời ơi, tôi câu mà tôi nổi da gà. Tới với sự kiện thì Bác có thể cảm giác được một cái bầu không khí cực kỳ vui vẻ và anh em, các anh em Big Bike Bros cực kỳ hòa đồng luôn. Và mong là Honda Big Bike Việt Nam về sau sẽ tổ chức thêm nhiều sự kiện nữa để những anh em có thể gặp mặt với nhau và trao đổi với nhau về kiến thức về xe. Ok anh em nhớ.